Trung tâm cây trà hoa vàng Tam Đảo xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình lại giới thiệu cho các bạn nữa một cái cây giống, cây to. Như khách hàng yêu cầu, rất nhiều khách hàng yêu cầu và gửi lời nhắn cũng như gọi điện thoại đến trung tâm của chúng tôi, đòi hỏi mua những cây giống to hơn, cây đã ra hoa và đã có tuổi và hàng năm có thể cho thu hoạch hoa và cho thu hoạch lá. Thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn về vườn cây giống trà hoa vàng, cây to của nhà tôi. Đây là bên cạnh tôi đây là cây trà hoa vàng Petelotti. Cây này cao rồi, cây này có tuổi là hơn 7 năm rồi. Đấy, các bạn nhìn đây, gốc rất là to. Gốc này thì cũng bằng cổ tay của tôi rồi. Đó, trung bình gốc bên tôi là bằng cổ tay và hơn cổ tay cũng có. Cây này hiện nay là giá bên tôi đang bán giá rất hợp lý. Từ các cây chỉ từ 4 triệu rưỡi đến 7 triệu. Tất cả các cây tùy theo kích cỡ, độ tuổi và gốc to nhỏ. Khách hàng muốn liên hệ mua cây giống của chúng tôi thì hiện nay chúng tôi có đầy đủ tất cả các loài giống, là từ nhỏ đến lớn, các cây tuổi từ hơn 1 năm tuổi cho đến hơn 7 tuổi, 8 tuổi và có cây đến hơn chục năm. Cây này thì cho ra hoa rất tốt. Đấy, tất cả những dòng giống tôi bán cho khách hàng đều là tất cả các cây giống trà hoa vàng chuẩn gốc từ Tam Đảo. Bên cạnh tôi đây là cây này là cây Petelot. Các bạn nhìn thấy lá của Petelot thì nó sẽ dày hơn, đen hơn. Đấy, cây này dày hơn. Lá trà hoa vàng lúc nào phải có răng cưa. Đấy, trên mặt lá thì là xanh đậm, dưới thì là gân lá này là xanh nhạt. Các bạn nhìn rõ chưa? Đây, các thân cây phát triển rất tốt và cây này được ươm đất trồng đúng khoa học kỹ thuật. Cây này thì hiện nay là đang có chiều cao khoảng độ 2m1. 2m1 nha các bạn nhé. Đấy, lá cây phát triển rất tốt. Cây này được các kỹ sư nông nghiệp trồng và chăm sóc rất là chia tốt. Đây là cây Petelot. Còn tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cây nữa, đó chính là cây Fanny. Cây Fanny Tam Đảo. Thì cây này có đặc trưng độ cao từ 150 đến 300m. Đây, bên này tôi đây là cây Fanny. Fanny thì lá nhỏ hơn nhưng mà năng suất thì vẫn như nhau. Tất cả các cây đều phát triển rất tốt. Lá Fanny thì nhỏ hơn, các bạn nhìn đây. Đấy. Lá không xanh đậm bằng cái lá của cây Petelot và lá nhỏ hơn. Đấy, gân lá và mặt lá đều giống nhau và đặc biệt cái đặc trưng của cái trà hoa vàng là tất cả lá đều răng cưa. Là chúng ta phân biệt rất dễ dàng. Nhiều người vẫn không tìm hiểu sâu thì cũng không thể biết được những cái giá trị cốt lõi của cái cây trà hoa vàng này. Trà hoa vàng này thì được đánh giá là những cây thảo dược hiện nay là đang rất tốt và có rất nhiều các công dụng cũng như các hoạt chất nghiên cứu của khoa học là có thể nhiều căn bệnh có thể thay thế được thuốc tây. Ví dụ như là ung thư thì trà hoa vàng có thể hỗ trợ điều trị đến 33,8%, và cũng như là các vấn đề liên quan đến xạ trị thì sử dụng trà hoa vàng có thể thay thế xạ trị, và điều này khoa học cũng như sách các tài liệu nghiên cứu khoa học đã công bố rất rõ ràng về cái tác dụng của cây trà hoa vàng này. Đó, thì đây là cây Fanny. Cây này thì gốc cây của nó thì hiện nay thì vanh này thì chúng tôi chưa đo được, nhưng vanh này nó rơi bằng khoảng độ bằng cái cổ chân. Đó, bằng cổ chân của tôi. Đấy, cây bên này thì to hơn, gốc bên này to hơn. Hiện nay tất cả các cây kích cỡ, tùy kích cỡ bên tôi đều có đầy đủ tất cả các giống cây trà hoa vàng thuộc địa phận Tam Đảo. Trung tâm cây giống trà hoa vàng Tam Đảo của chúng tôi ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Khách hàng có nhu cầu mua cây giống thì xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại của chúng tôi 0798 414 414. Chúng tôi có đầy đủ tất cả các dòng giống của trà hoa vàng Tam Đảo, và tất cả các trà hoa vàng Tam Đảo này đều có tác dụng rất tốt và cũng như phát triển được trồng theo khoa học, công nghệ và kỹ thuật được nghiên cứu rất rõ ràng. Hiện nay thì vườn của chúng tôi đã có rất nhiều các giáo sư tiến sĩ về nghiên cứu, đặc biệt điển hình là giáo sư chủ đạo nghiên cứu về cây trà hoa vàng, đó chính là giáo sư Trần Ninh, và về đây đánh giá chất lượng trung tâm cây giống của tôi rất cao và hiện nay đang là bậc nhất khu vực Tam Đảo. Và trà hoa vàng Tam Đảo chỉ có Tam Đảo mới có, còn những trà hoa vàng nơi khác là những đặc trưng và đặc thù nơi khác, và để nghiên cứu khoa học thì chỉ có trà hoa vàng Tam Đảo. Để liên hệ mua cây giống thì các bạn nên gọi điện trực tiếp theo số điện thoại chúng tôi đã đề bên dưới màn hình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Trung tâm Cây Trà Hoa Vàng Tam Đảo.